thực ra cái này nó cũng là dạng thực phẩm chức năng. Tốt quá làm gì, ăn cái này vừa nhanh khỏi tăng sức đề kháng này. Sắp tới bên chị cũng phổ rộng hết các hiệu thuốc mà. Hôm trước chị mới giới thiệu cho Hải là đầu tiên. Thì cháu chị nó cũng làm bên dược ấy, nó bảo là chỗ vợ Hải là rất là to. Thời gian gần đây, Tòa soạn Gia đình Việt Nam liên tục nhận được phản ánh của người tiêu dùng về một loại cháo có tên gọi cháo giải cảm Minh Trung, được quảng cáo không khác gì thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Để tìm hiểu phản ánh của người tiêu dùng, trong vài nhà thuốc có nhu cầu mua cháo giải cảm Minh Trung số lượng lớn, phóng viên đã tìm đến công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam tại Hà Nội, địa chỉ số 409 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội. Tại đây, phóng viên được một nữ nhân viên tên Lương Phương Thảo tư vấn rằng: thực ra cái này nó cũng là dạng thực phẩm chức năng, ăn cái này vừa nhanh khỏi tăng sức đề kháng này vì nó có thịt đạm rồi đấy, có tinh bột mà người ốm yếu thì người ta lại ngại nấu ấy, thì cứ lấy này để ăn. Hay người bị bệnh gì cũng có thể ăn được. Bên chị có nhiều đấy, có nhiều loại lắm, nhưng mà hiệu thuốc của em thì chắc chỉ bán cái này. Sắp tới bên chị cũng phổ rộng hết các hiệu thuốc mà. Hôm trước chị mới giới thiệu cho Hải là đầu tiên, vì cháu chị nó cũng làm bên dược ấy, nó bảo là chỗ vợ Hải là rất là to. Theo tìm hiểu của phóng viên, cháo giải cảm Minh Trung được tung ra thị trường vào cuối tháng 1 năm 2022. Sản phẩm này thuộc công ty cổ phần Minh Trung Việt Nam. Đáng nói, lần theo website minhtrunggroup.com và gọi theo số điện thoại 096-899-XXX thì nhân viên của công ty cũng ngang nhiên tư vấn rằng cháo giải cảm Minh Trung có tác dụng phòng và hỗ trợ cảm cúm. Hiện tại là cháo giải cảm bên em thì nó có tác dụng là phòng và hỗ trợ về cái việc cảm cúm anh ạ. À thì tất nhiên có cháo sẵn ở trong nhà, giống kiểu anh ốm thì anh sẽ ăn cháo chứa tô ấy. Thì thay vì việc mình phải đi nấu, mình phải đi mua thì nó có sẵn ở trong nhà thì mình cứ lấy ra mình dùng thôi ạ. Vì trong cháo, trong sản phẩm của bên em nó có cả nước cốt thịt và nó có cả thịt băm ở trong đấy nữa thì mình sẽ vẫn sử dụng được. Nếu mà anh mua thì anh có thể qua cửa hàng bên em ở 409 Tam Trinh. Chưa dừng lại ở đó, trong phóng sự, cháo giải cảm Minh Trung, Chủ tịch Minh Trung Group được phát sóng trên YouTube Minh Trung Group vào ngày 25 tháng 2 năm 2022. Công ty cũng nhấn mạnh, cháo giải cảm Minh Trung có tác dụng trị bệnh và hứa hẹn sẽ tấn công vào thị trường nhà thuốc. Chúng tôi sẽ mở rộng thêm các kênh nhà thuốc, bệnh viện. Việc vô tư nổ quảng cáo thành thuốc điều trị, liệu cháo giải cảm Minh Trung có đang lừa dối người tiêu dùng để trục lợi? Kính đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc. Tòa soạn Gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong những phóng sự tiếp theo.